Chuyện bí ẩn làng Bưởi Quốc, tác giả Nam Ngủ Yên, chương 3, phần 1. Tin bố tôi bị cướp lan rất nhanh, khắp cả cái nông trường này đều biết rõ. Trộm cắp vặt thì cũng không còn lạ, nhưng cướp mà dùng cả súng quân dụng thật sự là đề tài đáng để bàn tán. Bố tôi về nhà với một bàn tay phải băng bó vải trắng tinh. Khi biết cái bát hương của bà cô tổ do tôi làm vỡ, bố tôi chỉ lắc đầu thở dài. Số tao còn chưa tận. Tao đã nói chơi thì phải né những thứ thờ cúng ra. Mày nên nhớ rằng tổ tiên có nhiều, nhưng đều thờ chung bát nhang. Chỉ có em gái mày và bà cô tổ này là thờ riêng, nghĩa là phải cực kỳ cẩn thận. Bố mày không may mắn nhiều như thế đâu. Tôi đứng im nghe lời dạy, nghe câu chuyện bố mình bị bắn, chút nữa thành đứa mồ côi cha, nên tôi khắc cốt ghi tâm cho đến bây giờ. Trẻ con vô tội, nhưng người lớn sẽ phải hứng chịu thay. Mọi người có thể nói chỉ là do trùng hợp, nhưng tôi thì không cho là như vậy, bởi sau này có nhiều sự trùng hợp quá mức. Những ngày nghỉ hè nắng chói chang, tôi với chúng bạn ở nông trường chơi thả ga trên các sườn đồi. Trẻ con miền núi cũng có những thú vui riêng rất đặc trưng. Có khi tôi đi theo người lớn bắt rắn, đôi khi lại chơi trốn tìm trong những vườn chè xanh bạt ngàn. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ vài cái tên. Tôi đã từng muốn tới nơi đó thăm lại chốn xưa, nhưng dòng đời xô đẩy tôi ngày càng xa về hướng khác. Cuộc sống mưu sinh mà. Bây giờ mùa hè lại đến, tôi lại muốn được ăn lại quả sim hay quả mâm xôi mọc ở những sườn đồi đầy nắng ấy. Vào khoảng giữa hè, nhà tôi được bên cơ quan công an báo tin đã bắt được hung thủ gây ra vụ cướp nhờ nhận dạng từ cái chân có vẻ thọt ấy. Sau này tòa kết án nhóm cướp mấy năm tù, còn tiền thì cũng không thấy ai đã động gì đến. Chuyện cứ như vậy mà trôi đi. Bố tôi vẫn buôn bán tivi, vẫn thu mua hạt sa nhân hay lòng nhãn, nhưng có một số thay đổi sau vụ cướp. Ông không đi lại vào đêm khuya nữa, mà chỉ đi vào ban ngày để tránh rủi ro. Việc bán tivi cho người đồng bào thì giảm bớt vì có nhiều người bán hơn và giá rẻ hơn, nên bố tôi tính bỏ việc này. Dạo ấy ở nông trường lại có phong trào chơi số đề. Không biết ai đã mang về đây môn thể thao đỉnh cao của trí tuệ ấy, nhưng nhà nhà, người người tham gia, và bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Bố tôi hay cùng các bác hàng xóm ngồi uống chè, rồi bàn luận xoay quanh những tờ thơ đề khó hiểu. Có lẽ tỷ lệ 1:70 đã khiến những tỷ phú thời gian này đam mê. Mỗi người khẳng định niềm tin của bản thân vào con số qua cách xuống tiền. Bố mẹ tôi cùng chơi, người ta nói thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn là vậy. Cuộc đời tốt nhất không nên nói ra hai chữ biết thế. Buổi tối mỗi khi có kết quả là trong nhà tôi lại nghe thấy câu biết thế đánh con này. Cuộc sống vốn êm đềm thì nay thi thoảng bố mẹ tôi cãi nhau. Tôi không biết có phải do tính trượt hay không. Cũng may hai người cùng chơi, nhưng chưa đến mức mang đồ trong nhà đi bán, lấy tiền chơi. Kể ra, tôi cũng thừa hưởng đức tính này của bố mẹ. Sau này khi tham gia vào môn thể thao mạo hiểm này, tôi không chọn 1:70 mà chọn 21:80. Tôi cho là rủi ro ít hơn và cơ hội kiếm tiền tốt hơn. Khi chơi, tôi không có tiền. Tôi đi tính lô để thuê cho đám bạn học, lấy tiền sinh hoạt cả mấy tháng trời. Thú thật có đôi lúc tôi đã bỏ bê việc học, vì học xong ra đi làm kiếm tiền. Nhưng bây giờ đã kiếm được tiền mà không phải học, thì sao phải đi học nhỉ? Hồi năm 2007, tôi vẫn nhớ dịp đó sắp tới Noel. Tôi bắt được một cầu lô dài như cầu Trương Dương. Bạn tôi có đứa thắng đến hàng trăm triệu, còn tôi thì đủ tiền mua tặng em gái út
cái điện thoại thương hiệu Samsung có nắp trượt làm quà sinh nhật cùng ít tiền dần túi. Tôi chưa bao giờ mê lô đề hay tham lam. Tôi chỉ thích cảm giác mình chọn đúng, tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang. Hồi năm 2014, có một đợt rảnh, tôi sắm cho vợ tủ lạnh và máy giặt mới cũng theo dạng nhà nước tài trợ miễn phí. Nhưng những lần này là do tính toán chứ không ai báo mộng cho cả. Kể cũng lạ, lớn lên tôi học toán thì dốt, nhưng tính lô đề lại rất tinh thông. Có điều tôi không đam mê, thích thì chơi vài hôm, rồi lại thôi. Dỗ ông ngoại tôi, kỳ này đám dỗ và sang cát luôn cho ông. Sang cát là cách gọi khác chỉ việc bốc mộ, cải táng. Ông ngoại tôi mất đã được 4 năm. Theo bàn bạc của mọi người, thì mỗi người con phải đóng góp tiền làm cỗ linh đình và xây mộ cho ông ngoại. Tôi không biết là bao nhiêu, nhưng có lẽ không ít. Nhưng nhằm đúng lúc này, dây đèn kéo dài. Mãi mà số đề bố tôi nuôi nó không về. Các bạn ạ, khi đam mê điều gì đó, bạn sẽ luôn có cách để đạt được điều bạn muốn. Lúc chơi số đề, có ai nghĩ mình thua đâu nhỉ? Thế là bố mẹ tôi cãi nhau to vì không có tiền đóng góp dỗ ông ngoại. Cũng may hàng xóm không nghe thấy. Dù sao nhà nọ cách nhà kia cũng cả vườn chè khoảng 300 mét. Tôi có vẻ là một đứa trẻ nhạy cảm. Tôi không thích bố mẹ cãi nhau như vậy. Khi đấy tôi cũng không biết số đề là cái gì. Nhưng tôi biết chỉ cần đoán đúng con số sẽ có nhiều tiền. Rất nhiều. Gần nửa đêm, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nên thức dậy ra ngoài hiên nhà ngồi, dựa vào cái cột xi măng, nhìn ra vườn chè trước mặt. Trăng sáng, gió thổi nhẹ, cây roi trước mặt đung đưa theo gió. Bỗng nhiên tôi nhớ em gái mình, đứa em gái nhỏ đã chết vì viêm não Nhật Bản hơn 3 năm trước, nhưng không sang cát. Bố mẹ tôi cho rằng nó còn quá nhỏ, thân thể đã hóa vào đất hết rồi, cho nên nó vẫn nằm lại Thái Nguyên bên cạnh một dòng suối nhỏ. Bất chợt, tôi thở dài lẩm bẩm một mình. Ó ơi, em có linh thiêng thì phù hộ cho bố chúng số đề đi, để bố mẹ đỡ cãi nhau. Đột nhiên, một cơn gió thổi mạnh qua làm tôi lạnh run. Tôi khẽ thu mình lại cho đỡ lạnh, rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Thoáng trong tiếng gió thổi, tôi nghe đâu đây như có tiếng cười quen quen, nhưng lắng tai nghe lại chẳng có gì. Tôi leo lên giường ngủ. Tôi thấy mình đứng giữa một nơi có nhiều ánh sáng trắng. Ngó xung quanh đều thấy trong veo, chẳng có cảnh vật gì. Anh, ai đó gọi tôi, cầm tay tôi rồi lắc lắc. Tôi cố nhìn nhưng chỉ thấy mái tóc đen, cái váy hoa, còn tuyệt nhiên không nhìn rõ mặt. Anh nói bố chọn số 25 trong 2 ngày, chỉ được đánh không quá 100.000 anh nhé, hơn là không được đâu, anh phải nhớ đấy. Tiếng nói như lẫn trong tiếng gió, rất khó định nghĩa. Tôi muốn hỏi gì đó nhưng choàng tỉnh, áo quần ướt đẫm. Tôi sợ vãi đái ra rồi. Buổi sáng tinh mơ, bố tôi ngồi hút thuốc lào, trên bàn có ấm chè nóng. Tôi mò dậy đến ngồi bên cạnh. Thằng này không ngủ, mày dậy sớm làm gì đấy? Bố, hôm nay bố đánh đề 25 đi bố. Hôm nay và ngày mai đều đánh 25 nha bố. Mày nói linh tinh cái gì? Đây không phải việc của trẻ con. Bố tôi gắt. Người ta nói với con thế, bảo con nhắc với bố là chỉ được chơi 100.000 thôi, hơn là không được. Bố tôi đặt chén trà xuống bàn, nhìn tôi chăm chăm, như để xem tôi có nói thật hay không vậy. Ai bảo mày thế? Con không biết, con nằm mơ không nhìn thấy mặt, con sợ quá nên con tỉnh luôn, không dám ngủ. Mày chạy chơi cho lắm vào, lại ngủ mơ linh tinh. Mày lại nghe lỏm mấy ông ở nông trường đúng không? Nói xong, bố tôi cho điếu cày lên miệng, rồi bắt đầu rít rít.
Con không, con mơ thấy người ta gọi con là anh cơ mà. Hay là cái o hả bố? Bố tôi ngừng rít, mắt chớp vài cái rồi bỏ điếu cày xuống thở thật mạnh, làm khói thuốc mù mịt. Quay sang nheo mắt nhìn tôi đầy khó hiểu. Đi ngủ đi, mới 5 giờ sáng thôi. Vào ngủ với mẹ mày ấy. Đi đi. Nhưng tối hôm ấy, đề về 25 thật. Tôi thấy bố mẹ tôi vui mừng, đúng kiểu trúng số. Tôi không biết bố tôi chơi hết bao nhiêu, nhưng thắng 7 triệu là một số tiền rất lớn, rất lớn. Chắc dư tiền góp giỗ và xây mộ. Bên cạnh đó, tôi vẫn băn khoăn về giấc mơ khiến tôi ướt quần đêm vừa rồi. Hôm sau, đề cũng về 25. Tôi không hiểu, nhưng tôi lại cảm thấy sợ. Vấn đề là bố mẹ tôi hiểu, con gái đã chết của ông bà đã báo mộng, giống như kiểu cảm ơn con cái. Bố mẹ tôi mua nhiều bánh trái về thắp hương. Và vì công lao to lớn ấy, tôi được cho về quê ăn đám giỗ. Lần này về quê sẽ được ở lại, không phải đi ngay như mấy tháng trước. Chiếc xe ca Hải Âu với màu vàng đất chủ đạo và những sọc trắng đan sen đặc trưng của loại xe này chở bố mẹ và tôi từ ngã ba xưa về quê. Giống như nhiều đứa trẻ khác thời đó, tôi rất thích được ngồi hàng ghế đầu cạnh bác tài xế. Cảm giác được quan sát mọi thứ thật thích, nhưng không phải chuyến đi nào cũng có may mắn được ngồi phía trên như vậy. Lần này, tôi được ngồi gần cửa lên xuống của xe, vẫn tốt hơn khi phải ngồi phía dưới. Nhiều bạn sẽ không biết xe ca Hải Âu là xe gì. Tôi thì chỉ biết đó là loại xe khách tôi nhìn thấy nhiều nhất khi còn nhỏ, và người lớn gọi nó là xe Hải Âu. Bây giờ hiếm khi tôi được thấy, và mỗi lần thấy thì xe này đều đeo biển số đỏ của quân đội. Thật sự thì loại xe này gắn với tuổi thơ của tôi rất mật thiết. Khi có những khoảng thời gian vào mỗi chiều, tôi thẫn thờ đứng ngóng đợi từng chiếc xe Hải Âu đi qua, chờ đợi người mình mong ngóng bước xuống. Tôi cũng như nhiều đứa con trai khác đều có sở thích đặc biệt với ô tô và ao ước sẽ sở hữu chúng. Tất nhiên chỉ là dưới dạng đồ chơi bằng nhựa hoặc gỗ hay thậm chí là đất sét. Nông trường nơi tôi ở, chúng tôi vẫn hay nặn đất sét phơi khô thành ô tô. Bánh xe cũng bằng đất, kéo đi chơi và tưởng tượng đó là một chiếc xe thật. Ở sân nông trường có một cái xe gas 69 hư hỏng, bỏ không. Tôi với đám bạn vẫn hay chơi ở đó, vặn vô lăng và tưởng tượng mình chính là người lái. Có lẽ vì thế mà sau này tôi rất thích lái xe, lái một mình đi xa mãi không chán. Đôi khi tôi từng mong muốn trở thành tài xế Grab và kiếm tiền bằng cách chở khách, nhưng điều này khó có thể xảy ra lắm. Có thể đến lúc 50 tuổi, tôi sẽ làm được điều này, khi những ràng buộc về trách nhiệm vơi đi và có thể sống cho riêng mình. Chặng đầu tiên của chuyến hành trình về quê thì tới bến xe Hà Đông sẽ đổi xe. Bến xe Hà Đông nằm trên đường Nguyễn Trãi, chắc bây giờ đã thành bến xe buýt. Sau đó sẽ lên xe buýt số 2, đi ra bến Nứa. Bến xe nằm trong chợ Long Biên, rồi từ đó bắt thêm một chuyến xe nữa về quê. Từ bến Nứa về quê thì gần, chỉ độ 40 km là tới nơi, nhưng nhà tôi không đi như vậy. Bố tôi bắt xích lô về khu trung tự, nơi nhà cô ruột tôi đang ở. Chỗ nhà cô tôi ở rất gần một cái thủy đài lớn, gần Tổng Công ty Rau Củ Quả Việt Nam. Chính xác hơn là cạnh một con mương thoát nước mà sau này tôi biết là gần cầu trung tự. Mấy năm sau, cô tôi mua căn nhà khác trong khu Khương Thượng, rộng và đẹp hơn chỗ hiện đang ở. Nhưng cái khu Khương Thượng ấy xưa kia, nghe đâu là cánh đồng bát ngát, là chiến trường thời Tây Sơn đánh giặc, nên rất nhiều xác chết vùi thây dưới đấy. Nhiều lần người ta làm đường, đào được cả núi xương, lên cả báo đó thôi. Ăn cơm ở nhà cô xong xuôi, bố tôi mượn xe máy và cả nhà tôi rong ruổi về quê.
Kỳ này tôi cũng háo hức hơn vì được về thăm quê đúng nghĩa. Các bạn đã biết sơ qua về làng tôi rồi. Ngôi làng như ốc đảo giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn. Cho đến bây giờ, những thanh niên thế hệ 7X, 8X vẫn tự hào về làng mình từng giàu nhất xã, có số má trong huyện. Nhưng tôi thì không thích ăn mày dĩ vãng cho lắm, phải nhìn vào thực tế mới được. Lũy chè xanh gì bao quanh thôn làng, giống như bao thôn quê đồng bằng Bắc Bộ thời ấy, nằm cạnh con đường 282, sau này đổi thành quốc lộ 17 và được ngăn cách bởi một con mương tương đối lớn nhằm phục vụ việc tưới tiêu nông nghiệp. Nghe đầu con mương này được đào hồi những năm đổi mới theo chủ trương của nhà nước. Con mương tuy hiền hòa này cũng đã đón nhận cái chết của nhiều người, cả người lạ lẫn người làng. Đoạn đường gần tới cổng làng là một khúc cua, cũng không gắt đến nỗi cua tay áo, nhưng cũng đủ làm những tay lái lạ đường hoảng hốt nếu phi tốc độ cao. Nhưng ở thời 1992 này, chưa có nhiều xe máy và đường cũng chưa đẹp như sau này. Như tiêu chuẩn của một ngôi làng cũ trong thơ ca đó là cây đa, bến nước, sân đình đều có đủ theo tiêu chí ấy. Tôi không gọi là làng cổ vì chả có cái gì cổ mà tôi thấy cả. Qua cây cầu vào đến làng, bên tay phải có một cây đa sum suê gần đình làng. Bến nước cách sân đình một khoảng chừng hơn 50 mét và nằm ngay phía trước cửa đình. Rất nhiều người thường xuyên xuống rửa hoa màu vào mỗi buổi chiều sau khi thu hoạch về. Khung cảnh tiêu biểu giống như những bộ phim được làm những năm 2000 đã miêu tả. Bên cạnh ngôi đình có một cây si già. Dưới gốc cây có một bệ thờ xi măng cũ. Bà già tôi kể rằng chính cái cây ấy, cả làng này già trẻ lớn bé, những ai không kịp chạy thoát giặc Tây đã bị treo ngược lên trọng tiết như một cuộc thảm sát vậy. Tôi tin lời bà già, nhưng đến nay vẫn thắc mắc về thời điểm xảy ra sự kiện ấy. Những năm đầu thế kỷ 20, quả thật vẫn có rất nhiều cách giết người dã man được thực hiện bởi quân xâm lược, nên có thể hiểu được khi Bác Hồ đứng lên kháng Pháp, bảo sao lại được lòng dân như vậy. Nhà của gia đình tôi ở quê lúc ấy đã không còn nhà tranh vách đất nữa. Hồi vỡ đê năm 1971 đã gây ngập lụt kinh hoàng. Sử sách có ghi lại rằng nhà nước phải mang cả tàu hỏa chở đầy đá hộc ra giữ cầu Long Biên. Ngập lụt diện rộng, phải tiếp tế lương thực cho dân bằng máy bay trực thăng. Do lũ lụt lớn mà căn nhà ông nội tôi dựng lên bị hư hại nhiều. Nhưng do hoàn cảnh con cái còn nhỏ, hai bà nội của tôi vẫn cố gắng sửa để ở. Mãi đến lúc bố tôi lấy mẹ tôi thì một căn nhà kiên cố được xây dựng mới cho khang trang để làm đám cưới. Một phần vì khi ấy bố tôi kiếm được cũng nhiều tiền nên xây nhà to và cao để nhằm đề phòng lũ lụt như năm 1971. Theo kiểu cách thời ấy, trên nóc nhà có gắn những con số thể hiện năm xây dựng được làm bằng xi măng. Những ô thoáng thông gió, tôi nhìn đâu giống như chữ hỷ. Chắc khi ấy, bố tôi muốn thể hiện tình yêu cũng nên. Nguồn gốc mảnh đất này của gia đình tôi như tôi đã nói, nó từng là bãi đất chăn vịt nằm rìa làng. Do cải cách ruộng đất, ông tôi bị liệt vào thành phần địa chủ nên bị đuổi ra đây. Mảnh đất rộng khoảng 800 mét vuông. Phía trước, phía sau đều có ao nước. Bên phía đầu hồi trái của căn nhà là lũy tre gai và rặng mây gai. Phía đầu hồi bên phải của căn nhà nằm ở hướng tây là một rãnh nước rất nhỏ sử dụng để điều phối nước giữa các ao nước với nhau. Bên cạnh rãnh nước là một bụi mây gai làm tường rào ngăn cách với nhà hàng xóm. Lúc xây nhà thì chọn hướng chính là hướng nam, nhưng vì lý do nào đó, ông ngoại tôi khi ấy chuẩn bị là bố vợ chồng coi giúp lại, điều chỉnh trách sang hướng đông nam. Nên bà già tôi hay bảo,
xây như này là thất cách. Nền nhà xây cao thường thì có bậc tam cấp, nhưng không hiểu sao lại xây thành bậc tứ cấp. Khi tôi 18 tuổi và đã có Internet, tôi đọc và được biết rằng người ta chỉ xây tam cấp hoặc ngũ cấp trở lên, chứ kỵ xây tứ cấp vì nó ứng vào chữ tử trong sinh lão bệnh tử. Thế nên tôi đã thuyết phục bà già thuê người đập bỏ một bậc thềm đi. Tôi không biết đó có phải là quyết định đúng khi tôi 18 tuổi hay không.